Ở công ty cổ phần thực phẩm dinh dưỡng Nutifood đóng trên địa bàn khu công nghiệp Mỹ Phước 1, thị xã Bến Cát, mọi người luôn tin yêu chị Nguyễn Thị Hương, phó chủ tịch công đoàn, tổ trưởng quản lý bộ phận sản xuất bởi sự năng nổ, nhiệt tình, hòa đồng với mọi người. Hết lòng vì công việc và luôn là cầu nối giữa ban giám đốc công ty và người lao động. Trong những năm qua, với vai trò là tổ trưởng quản lý bộ phận sản xuất sữa bột và cà phê, công ty cổ phần thực phẩm dinh dưỡng Nutifood, chị Hương luôn tập trung nâng cao sự hài lòng của khách hàng bằng những sản phẩm có chất lượng phù hợp, an toàn và dịch vụ tốt nhất với giá cả hợp lý. Chính vì vậy, trong công việc, chị luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm trong việc lên kế hoạch, quản lý sản xuất, đồng thời luôn tìm tòi, đóng góp những cải tiến của mình với công ty để nâng cao năng suất nhằm giảm giá thành sản phẩm. Ngay từ đầu năm, chị Hương cùng với ban chấp hành công đoàn công ty phối hợp cùng ban giám đốc phát động phong trào thi đua, lao động giỏi, lao động sáng tạo đến với người lao động và đến cuối năm sẽ tổ chức tổng kết đánh giá kết quả thực hiện. Trong quá trình thực hiện phong trào thi đua, căn cứ theo giá trị của sáng kiến, ban cải tiến của công ty sẽ khen thưởng đột xuất cho các cá nhân có nhiều cải tiến trong hoạt động sản xuất. Nhờ cách làm này đã động viên công nhân lao động hăng hái thi đua, phát huy sáng kiến kỹ thuật áp dụng vào sản xuất, đưa hoạt động sản xuất của công ty ngày càng phát triển. Mình xác định là cái công việc chuyên môn của mình thì là mình luôn luôn là mình phải cố gắng hết sức mình. Và trong quá trình làm việc thì mình không có cái chuyện lơ là trong công việc. Mình cố gắng hết sức để mình nêu gương và để cho những cái thế hệ đoàn viên công đoàn đầu tiên ở về cái cương vị về công ty thì mình có nhân viên bên dưới, thì nếu mà mình nỗ lực thì nhân viên bên dưới họ sẽ nỗ lực theo. Và cái nữa về xác định về cái hoạt động công đoàn thì về cái mục tiêu chung là hoạt động chăm lo đời sống cho đoàn viên công đoàn và tạo một cái sân chơi để lành mạnh, để cho các đoàn viên công đoàn của mình có cái sân chơi được tạo điều kiện được gắn bó với nhau, cùng nhau đoàn kết và học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau. Nhiệt tình và tâm huyết với công tác công đoàn, ngoài công việc chuyên môn, chị Hương còn luôn nắm bắt tâm tư nguyện vọng về việc làm, đời sống của công nhân lao động. Ghi nhớ lời dạy của bác, công đoàn phải lãnh đạo hướng dẫn công nhân, lãnh đạo phải cụ thể, không quan liêu, phải dân chủ bàn bạc với anh em công nhân. Nên chị Hương cùng với ban chấp hành công đoàn công ty thường xuyên giám sát, kiểm tra việc thực hiện các chính sách của công ty đối với người lao động, kiến nghị ký kết hợp đồng lao động, hưởng các chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và được trả lương đúng hạn nhằm làm cho người lao động an tâm làm việc. Hàng năm vào các dịp lễ Tết, chị Hương cùng ban chấp hành công đoàn công ty đều tham mưu ban giám đốc tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi trong công nhân lao động, cũng như nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động sau thời gian làm việc vất vả. Bên cạnh công tác chăm lo đời sống, công đoàn công ty phối hợp ban giám đốc công ty tham gia nhiều hoạt động từ thiện tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội Chánh Phú Hòa, thị xã Bến Cát. Chị Nguyễn Thị Hương thì hiện nay đang phụ trách một cái mảng quản lý ở một cái phân xưởng. Về khả năng quản lý về chuyên môn thì chị Hương thể hiện vai trò rất là tốt trong công tác chuyên môn sản xuất của bộ phận. Ngoài ra thì về chị Hương cũng đang là phó chủ tịch công đoàn cơ sở của công ty cổ phần Nutifood Bình Dương. Trong thời gian vừa qua thì chị Hương đã thể hiện cái vai trò một người đầu tàu dẫn dắt các cái đoàn viên công đoàn của cơ sở, là một chi đoàn vững mạnh, tham gia tất cả các cái phong trào cũng như là huy động tất cả các anh em cùng tham gia các cái phong trào công đoàn, tham gia các cái hoạt động thiện nguyện, tổ chức các cái chương trình của nhà máy và anh em tham gia rất là đông vui. Với những thành tích đã đạt được trong hoạt động công đoàn liên tục từ năm 2019 đến nay, chị Hương đều được Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương và Công đoàn các khu công nghiệp Bến Cát biểu dương khen tặng. Vừa qua, chị Nguyễn Thị Hương vinh dự được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương tặng bằng khen trong phong trào thi đua Lao động giỏi, Lao động sáng tạo năm 2022.